Chào mọi người, hôm nay Đài Phát Auto xin giới thiệu đến mọi người sản phẩm camera 360 độ Kogamichi. Với camera tiến, camera hai bên gương và camera lùi, Kogamichi sẽ cho bạn cái nhìn tổng quan về mọi vật xung quanh chiếc xe, vừa gọn đẹp mà không bị lộ camera quá nhiều. Và điểm đặc biệt của Kogamichi là thiết bị ghi âm cao cấp, thu video Full HD, loại camera là chip CCD độ nét cao, góc độ 220 độ, nhìn rõ ban đêm, chống thấm nước. Vừa là camera hành trình, vừa là nhìn toàn cảnh chiếc xe với camera hai bên trái phải và camera lùi, an toàn hơn, phù hợp với mọi dòng xe và dễ dàng lắp đặt. Giá bán hiện tại là 10 triệu và bao gồm chi phí thi công và bên em sẽ bảo hành cho mình 2 năm. Mọi chi tiết mọi người có thể liên hệ số 1900633684 để được nhân viên bên em tư vấn trực tiếp cho mình nha. Đại Phát Auto xin chân thành cảm ơn ạ.